Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, chợ Bình Tây thuộc địa bàn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động sau 2 năm sửa chữa nâng cấp. Và kể từ ngày hôm nay, ngôi chợ có tuổi đời 90 năm này đã được mang một diện mạo mới, khang trang và sạch sẽ hơn. Và được biết rằng là nguồn kinh phí để có thể nâng cấp và sửa chữa chợ Bình Tây là tiền đóng góp trước 10 năm, tiền sử dụng mặt bằng của các tiểu thương. Chợ chính thức đi vào hoạt động khiến cho tất cả những tiểu thương rất vui mừng sau 2 năm chờ đợi. Và tất nhiên là phóng viên của Miền Đông 24 giờ cũng đã có mặt tại chợ trong sáng nay để ghi nhận lại thời khắc vô cùng ý nghĩa này. Sáng nay, đại diện Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh và ban quản lý chợ Bình Tây đã cắt băng khánh thành chợ Bình Tây. Chợ Bình Tây nằm giữa 4 tuyến đường Tháp 10, Lê Tân Kế, Phan Văn Khỏe, Trần Bình, quận 6, được xây dựng từ năm 1928. Đây là ngôi chợ lớn và có kiến trúc đẹp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn viên rộng 25.000 m2. Đầu tháng 4 năm 2017, chợ được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng di tích cấp thành phố. Chợ Bình Tây được tiến hành nâng cấp sửa chữa từ cuối năm 2016. Các tiểu thương phải dọn hàng qua chợ tạm được làm bằng tôn, nằm đối diện cổng chính chợ, dọc đường Tháp 10. Tổng kinh phí sửa chữa khoảng 104 tỷ đồng từ ngân sách ngoài nhà nước, nguồn thu trước tiền sử dụng điểm kinh doanh của các tiểu thương trong 10 năm. Sau khoảng 2 năm nâng cấp sửa chữa, đến nay, ngôi chợ có tuổi đời 90 năm này đã khang trang sạch đẹp để đón các tiểu thương vào buôn bán. Theo thiết kế, công trình mặt tiền chợ dài 89,2 m, rộng 108,6 m và cao 13,1 m. Với nóc nhà gắn đồng hồ lớn là biểu tượng của chợ Bình Tây 90 năm qua. Khu vực nhà lồng có tổng cộng 1.446 sạp, trong đó có 698 sạp tầng trệt và 748 sạp tầng lầu. Ngoài việc giữ nguyên các thiết kế, phục chế nguyên mẫu các chi tiết kèo trui, mè, có đường nét trang trí đã bị hư hỏng, chợ cũng được xây dựng thêm một số công trình mới như tầng hầm với diện tích 172 m2. Tất cả tiểu thương đều vui mừng khi ngôi chợ sắp hoạt động trở lại. Quán ở chợ Bình Tây này đã được 50 năm rồi, thì hôm nay chợ được nâng cấp sửa chữa thì phải nói rằng cô cũng như toàn thể chị cũng thương rất là vui vẻ. Có phải là nói thật nói như là trúng số luôn đó. Cô mong rằng đó là tới đây là cho em đâu không ai bắt bắt. Khi xây dựng cái chợ này đưa vào hoạt động á, thì nó đảm bảo hai cái yêu cầu, làm sao cho cái việc buôn bán của bà con tiểu thương nó thuận lợi hơn. Đồng thời đây cũng là định hướng quy hoạch chỉnh trang đô thị, góp phần là phục chế lại, phục hồi lại kiến trúc cổ của cái ngôi chợ mà xưa đó, ở khu chợ lớn này thì trên bến dưới thềm. Được biết, đối với chợ tạm trước khu vực chợ sẽ đóng cửa, chấm dứt hoạt động kinh doanh từ hôm nay 15 tháng 11 năm 2018. Chợ Bình Tây chính thức khai trương sau 2 năm sửa chữa. Cháy hàng loạt cửa hàng kiosk lúc rạng sáng, một người tử vong. Xe ô tô dừng ở rìa đường ban đêm, cảnh báo tai nạn chết người thương tâm. Ống kính camera, siêu trộm đội lốt ngoại quốc, lừa đảo tinh vi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin quan trọng của chương trình Miền Đông 24 giờ hôm nay. Và Minh Phương rất vui khi được giới thiệu người bạn dẫn của mình, người dẫn chương trình Đào Duy. Cảm ơn anh Minh Phương và xin chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị khán giả trong Miền Đông 24 giờ với các vấn đề nóng nổi trội trong ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0898 45 4244. Chúng tôi sẽ luôn tiếp nhận thông tin phản ánh từ quý vị và đặc biệt là bà con đang sinh sống tại khu vực miền Đông. Còn bây giờ, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục với những thông tin nóng được chúng tôi liên tục cập nhật trong suốt 24 giờ qua. Chuyên mục Trên từng cây số. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ mở đầu chuyên mục Trên từng cây số hôm nay bằng một thông tin vô cùng bổ ích đối với bà con ở tỉnh Đồng Nai. Là địa phương tập trung đông công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, hầu hết quý vị phụ huynh có con nhỏ không có thời gian đưa con đi tiêm chủng, đúng không ạ? Và đây cũng chính là lý do khiến cho dịch bệnh tay chân miệng sởi sốt xuất huyết đã bùng phát mạnh trong thời gian gần đây. Và nhằm hỗ trợ cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ tổ chức tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho hơn 200.000 trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 5 trên địa bàn tỉnh và toàn bộ kinh phí đều được trích từ ngân sách tỉnh. Theo đó, ngành y tế Đồng Nai sẽ thành lập thêm các đội tiêm chủng lưu động ở các khu nhà trọ, trường mẫu giáo, mầm non nhằm đảm bảo 95% trẻ được tiêm bổ sung một mũi vaccine sởi rubella, qua đó góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch, giảm tỷ lệ mắc bệnh sởi rubella trong cộng đồng. Và với thông tin này thì tất cả quý vị khán giả ở Đồng Nai sẽ phải lưu ý, chiến dịch này được chia ra làm hai đợt, đợt 1 từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 11 và đợt 2 từ ngày 1 cho đến ngày 5 tháng 12. Thưa quý vị, tình trạng dùng hóa chất để làm chết cây thông đã từng diễn ra lâu nay ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, thời gian gần đây do nhu cầu đất trồng cà phê, hồ tiêu, cao su hay san ủi làm nhà tăng cao, nên vấn nạn này trở nên khá nhức nhối, đặc biệt là tại khu vực Đắk Nông và Lâm Đồng. Và thêm một vụ gần 700 cây thông có đường kính gốc từ 25 đến 40 cm bị khoan lỗ đổ hóa chất đang chết đứng vừa được phát hiện tại tiểu khu 274, rừng phòng hộ Nam Ban thuộc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi không biết những người thực hiện hành vi này nghĩ gì, nhưng bản thân chúng tôi vô cùng đau lòng khi thấy rừng thông lâm vào cảnh bị xẻ thịt như thế này, thưa quý vị. Nếu như những vụ đầu độc thực phẩm chúng ta thấy được ảnh hưởng trước mắt, thì chúng tôi gọi vụ đầu độc cây rừng này là hủy diệt nguồn sống tương lai của con em chúng ta, khi mà thiên tai, sạt lở đất diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn ở các tỉnh Tây Nguyên. Và bây giờ xin mời quý vị cùng xem rõ cận cảnh thực tế những cây thông như chết đứng sau đây. Hiện trường ghi nhận tại tiểu khu 274 thuộc 5 phần Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Nam Ban, quản lý xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cho thấy hình ảnh vương vãi chai nhựa nghi đựng thuốc diệt cỏ dùng để bơm vào thân cây thông. Theo thống kê, có khoảng 674 cây thông trên diện tích 1,6 hectare bị các đối tượng khoan lỗ chi chít trên thân. Một cán bộ Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Nam Ban cho biết, các đối tượng phá rừng thường lợi dụng đêm tối, trời mưa gió, dùng các loại khoan giảm âm để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng nên rất khó phát hiện. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Xin được chuyển sang thông tin nóng khác được chúng tôi ghi nhận ngay trong rạng sáng nay ở khu vực thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thưa quý vị, có lẽ như tai nạn giao thông và hỏa hoạn vẫn là hai hung thần đáng sợ nhất với người dân nơi đây. Tiếp tục có một vụ cháy nữa đã xảy ra ở 3 căn kiosk thuộc phường Hòa Phú trong khi mọi người vẫn còn say giấc ngủ. Và thưa quý vị, vụ hỏa hoạn không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn khiến cho một người thiệt mạng. Và ngay trong sáng nay, lực lượng chức năng đã phải đào bới đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Phan Thế Huỳnh, 35 tuổi, quê Tiền Giang, được tìm thấy vào khoảng 9 giờ sáng nay ngày 15 tháng 11 trong đống đổ nát của vụ cháy. Thông tin ban đầu cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng, thời điểm chỉ có những người bán hàng rong dọn hàng trên đường TNL5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một phát hiện vụ việc. Khối xuất phát đầu tiên là từ một căn kiosk bán văn phòng phẩm, sau đó lan sang các kiosk bên cạnh. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã điều động khoảng 10 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Lực lượng hỗ trợ ở địa phương cũng ngăn các ngã đường ưu tiên xe chữa cháy vào. Bà Hỏa đã thiêu rụi hoàn toàn 3 căn kiosk và làm 3 căn kiosk ở gần đó bị lốc mái tôn và sập tường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh Bình Dương đã liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có những vụ nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Và trong số đó thì chúng tôi nhận thấy có không ít vụ việc xảy ra vào ban đêm và tất cả đều liên quan đến các loại xe cơ giới có tải trọng lớn. Và vào đêm qua cũng lại có một người gặp tai nạn trên tuyến đường này. Vụ việc đã được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây. Khoảng 23 giờ đêm ngày 14 tháng 11, anh Nguyễn Phú Hảo, 26 tuổi, quê Cà Mau, điều khiển xe máy mang biển số 69D1 39193 lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương. Khi xe vừa lưu thông đến phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An thì bất ngờ tông vào đuôi container mang biển số 65C07091 đang dừng đổ dưới lòng đường. Cú tông mạnh đã khiến xe máy của nạn nhân dính chặt vào đuôi xe container. Nạn nhân ngã ra đường, bị thương nặng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết nguyên nhân có thể là do nam thanh niên điều khiển xe máy dùng điện thoại trong lúc chạy xe. Thế nhưng chúng tôi cũng ghi nhận thấy tình trạng các xe ô tô, xe container dừng đổ ở rìa đường vào mỗi đêm trên tuyến đường này hiện rất nhiều. Hầu hết đều không có cảnh báo từ xa. Đường rộng, xe máy được phép lưu thông 50 km/h nên khi bất ngờ gặp xe đang dừng ở phía trước thì sẽ không xử lý kịp. Dạ vâng ạ. Cá nhân của Đào Duy cũng thấy rõ đa số các vụ tai nạn xảy ra tại đây cũng đều do xe máy tông vào đuôi xe ở phía trước hoặc là đánh lái ra ngoài thì bị xe ô tô cùng chiều lao tới và tông trúng. Thực sự rất nguy hiểm đúng không ạ? Và chúng tôi rất mong rằng ngành chức năng sẽ sớm vào cuộc để giải quyết vấn đề tồn động trên. Và thưa quý vị, cũng tại cung đường Mỹ Phước - Tân Vạn này, vào trưa ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác nữa. Và container vẫn là xe hung thần khiến cho một cụ bà tử vong ngay tại chỗ khi vào khúc ôm cua. Thực hư vụ việc như thế nào? Mời quý vị cùng xem rõ sau đây. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng 11. Xe container mang biển số 51C79495 lưu thông đến ngã tư giao nhau với đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Tài xế cho xe ôm cua rẽ phải thì xảy ra va chạm với bà Trần Thị Thơm đi xe đạp đang trên đường mua đồ ăn sáng về nhà. Sau va chạm, nạn nhân ngã ra đường bị xe container kéo lê cả người vào xe trên đường một đoạn, khiến bà Thơm chết tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra giữa ngã tư khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn, đường Mỹ Phước Tân Vàng nối Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh kẹt cứng kéo dài gần 3 km. Đến 12 giờ trưa nay, hiện trường vụ việc đã được giải quyết và giao thông qua khu vực này cũng ổn định. Còn theo thông tin chúng tôi cập nhật tại phóng viên thường trú ở Bình Thuận cho biết, vào khuya qua, km 1770+600 quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn của thôn 1 xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũng đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khiến cho giao thông ở đây bị kẹt cứng nhiều giờ. Một chiếc xe tải đã như hung thần lao vào nhiều phương tiện và sau đây sẽ là cảnh tượng kinh hoàng của vụ việc. Thời điểm xảy ra sự việc là vào lúc 1 giờ đêm, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 92C02436 lưu thông hướng Sài Gòn Phan Thiết đã mở đầu trận chiến bằng cú tông và xe khách giường nằm biển kiểm soát 92B01267 lưu thông chiều ngược lại. Sau đó, xe tải này tiếp tục tông vào một xe khách giường nằm khác mang biển kiểm soát Bình Thuận chạy phía sau, tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn. Để tránh né, tài xế xe khách giường nằm biển số Bình Thuận đã đánh lái cho xe lao vào lề đường, tông gãy một cột điện mới dừng lại. Tại hiện trường, phần đầu xe tải nát bét, hai xe khách giường nằm bể nát hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm hai người trên xe giường nằm biển số Bình Thuận bị gãy tay và làm kẹt xe nghiêm trọng trên quốc lộ 1A. Lực lượng cảnh sát giao thông đã điều tiết giao thông đến 3 giờ sáng mới thông xe hai chiều. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy chiếc xe máy đang đậu trước cửa nhà, bên trong có hai người đang ngồi. Thế nhưng tên trộm này liều lĩnh đến mức nhanh chóng tiếp cận chiếc xe. Sau đó hắn leo lên nổ máy và phóng đi trong sự ngỡ ngàng của những người trong nhà. Sự việc xảy ra vô cùng nhanh gọn lẹ nên khi người trong nhà phát hiện thì cũng đã quá muộn màng. Được biết sự việc vừa xảy ra tại Biên Hòa, Đồng Nai. Thưa quý vị, cảnh tượng vừa rồi thì quý vị nhìn thấy có quen không ạ? Và không ít người dân của chúng ta để xe trước nhà rồi ngồi xem TV như trường hợp trên. Và điều gì đã xảy ra thì quý vị cũng đã được biết rõ. Các tên trộm bây giờ phải nói là hành động quá chuyên nghiệp và liều lĩnh lắm, nên rất mong chúng ta cần phải cảnh giác hơn nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện tiếp theo. Không biết rằng là anh Minh Phương nghĩ như thế nào nếu như một ngày nào đó anh là người bán hàng và anh gặp được khách hàng của mình là người ngoại quốc. Tất nhiên là khi mà gặp người ngoại quốc thì Minh Phương sẽ tiếp đón nhiệt tình luôn. Và có lẽ rằng là bởi vì mọi người thường hay nghĩ là người ngoại quốc thì không phải đắn đo và không phải trả giá giống như là người Việt của mình, đúng không ạ? Tuy nhiên, thưa tất cả quý vị, có lẽ rằng là sau khi xem xong đoạn video clip này thì quý vị cũng sẽ phải suy nghĩ lại đó. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh. Người đàn ông người ngoại quốc với dáng vẻ lịch lãm này đã vào một cửa hàng phụ kiện nam mua đồ. Nhưng hãy nhìn xem thủ đoạn tinh vi của anh ta ngay sau đây. Với chiếc bóp cầm trên tay, anh ta đã rất thuần thục dùng nó đặt lên món đồ để trên tủ và thản nhiên lấy đi như không có chuyện gì xảy ra. Vụ việc được ghi nhận tại cửa hàng số 18 Phó Đức Chính vào tối 12 tháng 11 năm 2018. Sau đó, ngày 13 tháng 11 năm 2018, người đàn ông này tiếp tục xuất hiện tại cửa hàng Topwatch số 393 Kim Mã và lấy trộm chiếc đồng hồ trị giá 10 triệu đồng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Những thông tin phản ánh xin mời quý vị có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0898 45 42 44. Ngoài ra, để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang Facebook là Miền Đông 24 giờ. Và quý vị đừng quên mở kênh BTV1 vào lúc 18 giờ chiều mai và 19 giờ 45 phút trên kênh BTV2 để đón xem tiếp chương trình. Chúc quý vị buổi tối với nhiều niềm vui. Còn bây giờ, Minh Phương cùng Đào Duy xin thân ái chào tạm biệt.